Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi mời em gái ngồi. Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên em xin giới thiệu, em tên là Lê Huy, chàng trai Huế Chính Tông. Em 32 tuổi, em đang làm một kỹ sư xây dựng. Và hiện tại thì em làm cho một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh này. Quận mấy? Phú Nhuận này. Ở Phú Nhuận. Rồi. Người Huế. Kỹ sư xây dựng ha. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Lê Kim Oanh, em năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán. Em sinh ra và lớn lên là ở Sài Gòn. Quê gốc của ba em là người Quảng Trị. Cũng có dính miền Trung rồi vô ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn ngon. Hát hay. Làm khúc thì hay nha, làm khúc cho không khí nó sôi lên, tặng bạn trai. Mẹ yêu hơi những vấp ngã trong đời, có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn sát bên. Những năm tháng tao tần nuôi lớn con nên người. Em thuộc tới đó thôi. Trời ơi, tôi đang còn phiêu theo nhạc, tôi chưa kịp. Em có tài là làm bấm. Rồi thấy rồi ha. Nhiều còn tài quá. Còn điểm của em là ngủ nhiều. Em có một cái tật là ngủ hơi nghiến răng. Ngủ hơi nghiến răng. Bạn gái ngủ nghiến răng thì em có chịu được không? Em thì chịu được. Vì em là dân xây dựng mà. Ngủ ở công trường miết, ngã cọc cọc, đánh đập riết, quen ra. Không có sao hết. Không sao hết. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em á, thì em làm việc, tính cách của em rất là nhiệt tình, hào phóng và cực kỳ vui vẻ. Nhược điểm ngược lại là có cái dáng dấp của khuôn mặt nó hơi là khó tính, trái ngược với hoàn toàn với cái nội tâm của người mình. Bên ngoài vậy thôi, bên trong không phải vậy ha. Đúng có rồi. Tật xấu gì không? Em tật xấu có cả là em uống bia nhiều. Ưu điểm của bạn nữ ấy là nấu ăn ngon, thì em là cực kỳ lười nấu ăn. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình chính thức kéo dài được 5 năm. Lý do tại sao chia tay? Em dành cho nhiều thời gian cho công việc này. Em cũng mang lại cô ấy cái sự mà gọi là tín tưởng. Quên hẳn đi, mình có một cô bạn gái ở sau lưng chờ đợi. Là lỗi của mình đúng không? Mình thiếu quan tâm đến bạn gái. Sao mà 5 năm rồi chia tay mà tới giờ lúc này luôn vẫn ế là lý do tại sao? Thực ra để dành thời gian để tìm hiểu một cô bạn gái nào đấy, hầu như em bỏ qua luôn. Không có quen cô nào cả. Thôi bây giờ nếu có bạn gái thì em có dành thời gian lo cho bạn gái không? Hay là vẫn tiếp tục công việc là hàng đầu nữa? Mình đã lớn rồi, đến lúc mình phải lập gia đình thôi. Rút cái kinh nghiệm lần trước ha em, lần này có bạn gái thì mình phải trân trọng ha mình. Đúng rồi, chị nói rất là đúng. Rồi. Điều đó phải. Em gái thì trải qua mấy mối tình em? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì trải qua là 5 năm. Mối tình thứ 2 thì gần 1 năm. Rồi lý do tại sao chia tay? Do khoảng cách, anh đó cũng làm kỹ sư. Dạ. Trùng hợp vậy. Rồi sao nữa? Dạ anh đi công tác nhiều với lại do là anh quen biết rộng. Mà mấy người kỹ sư là lăng nhăng lắm phải không em? Không có đâu chị ơi, bậy ơi, ai cho em là anh trung tình lắm. Đang hỏi bên đây thôi mà. Không thì em cũng đâu. Nói vậy cho em là kỹ sư mà em phải bạo biện của em chứ. Rồi cuối cùng là tình yêu chưa đủ lớn, dạ, chưa hiểu nhau. Tình yêu chưa đủ lớn đó là tụi em không tiến tới được hôn nhân. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Anh có sợ là vợ anh hoặc bạn gái anh biết nhậu không anh? Không, anh càng muốn nữa. Hai người này lấy nhau về nhà chắc tốn bia lắm. Em mong muốn là tìm một người bạn trai là công việc ổn định, biết yêu thương gia đình. Em thì lùn nên là em muốn tìm một người bạn trai cao hơn em, khoảng từ 1m7 trở lên. 1m68 được không em? Vậy anh mang giày cao 2 phân là đủ gì? Dư mà. Mẫu người lý tưởng của bạn trai thì sao? Em chỉ muốn một người phụ nữ nó mang cái phong cách hết truyền thống một chút xíu. Chứ em không thích những cô gái mà màu mè quá, tóc tai nhuộm này nào là em không thích. Thứ nhất là cá hình xăm lớn em không thích rồi. Mắc gì không thích, người ta xăm mình, người ta đâu phải xin mời xăm đẹp trai không chị? Em quá đẹp trai luôn á. Gì vậy, giơ tay ra định làm không gì? em muốn khoa cái thân hình vạm vỡ của em 70kg quá. Ồ, vạm vỡ hả? Đúng rồi ạ. Nhưng mà mắc mớ gì người ta xăm mà không chịu, đẹp mà. Không, nhưng mà bản thân em hiểu, nhưng mà đó là cái sở thích của em cảm giác như nhưng em. Mà em là người miền Trung là thường hay gia trưởng lắm. Em thấy chính mình gia trưởng. Em nói có, thật sự là bản thân em có. Muốn làm một cái gì đó thì em có bàn với vợ em không hay là em tự quyết định hết? Chắc chắn phải bàn rồi. Bàn nhưng mà cuối cùng là người quyết định vẫn là em. Không, chúng ta phải đi đến thống nhất rõ ràng. Bây giờ em định lập nghiệp ở đâu, lấy vợ thì ở đâu? Chắc chắn sẽ sống ở Sài Gòn.
chàng trai miền Trung hơi gia trưởng một chút, nhưng mà như vậy thì nó cũng sẽ có những cái quyết đoán trong gia đình. Thấy em gái im lặng bên kia nghe vụ gia trưởng đó. Im lặng. Cổ nghe cổ im lặng. Xin ông Quyền lên. Hình như là em hơi lo lắng cái chuyện gia trưởng đúng không? Dạ. Em không thích tật xấu gì của người đàn ông nhất? Em không thích tật xấu là thứ nhất là gia trưởng, thứ hai là ăn nhậu á, không có biết điểm dừng. Nhậu, ham nhậu nè, ham uống bia nè. 10 chai dừng. 10 chai nhưng một tuần chỉ một lần thôi. Ừ, không phải là ngày nào cũng được. Ví dụ như 2 tuần không uống được không? Cũng được chứ bố. 3 tuần không được không? Được luôn. Tức là coi như là lúc nào vui mới uống thôi nha. Đúng rồi, đúng rồi. Tính chất công việc. Lúc nào không uống cái ghiền. Đúng rồi. Cái ghiền đó là ra cái lầy. Dạ đúng. Đó, rất là rõ ràng. Em muốn hỏi anh trai bên kia rồi, thí dụ như em có hình xăm thì sao ạ? Hình xăm có lớn không? Ở vị trí nào? Ủa, thí dụ như có thì sao? Đâu phải ta xăm ngay trán đâu mà sợ. Nhưng mà nghĩ với cô gái xinh xắn ở đây, cách nói chuyện thì anh nghĩ rằng xăm rất là nhẹ nhàng, ở đâu đó trên tay chẳng hạn. Em xăm ở đâu vậy ạ? Cổ tay. Ồ, rất là nhẹ nhàng. Hơi có gì đâu mà. Ngay cổ tay. Không phải là xăm ở đằng trước con cọp, đằng sau con thỏ đâu mà con. Nha. Rồi. Đó là cái, nói chung là anh chưa thấy em thôi. Còn anh nghĩ anh thấy em đó, thì xăm cái gì anh cũng chịu hết á. Wow. Đàn trai hơi bị chịu bên đàn gái rồi đó nha. Rồi bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. Mẹ, rồi cho chị gặp mẹ em nha. À, chào cô. Chào cô ạ. Chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh và dạ, tất cả các quý vị khán giả ở trường quay. Cháu thì có cái tật là khó tánh lắm. Về nhà kỹ càng, nấu ăn thì ngon, nhưng mà nấu ăn theo kiểu miền Nam chứ phải người Quế. Cô thấy chàng rể tương lai này thế nào? Thì cháu thì người Quế thì chắc hợp với bà nó đó. Dạ. Cháu có hút thuốc không cháu? Không, cháu xưa nay nhậu thì có, cháu hút thuốc thì không. Rồi, cả nhà không có ai hút thuốc hết. Dạ đúng rồi. Cô thấy cháu thì cũng được đó. Hai đứa đến đây là cũng làm cái duyên. Thì nó quen lúc bé rồi nó quen toàn là kỹ sư xây dựng không mà. Dạ. Mà không có hợp. Giờ là cháu nghe nó xây dựng cô cũng hết hồn luôn. Thì lên đây thì hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Được thì cô cũng mừng. Dạ cảm ơn dạ, cô. Cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi là có 9 người đồng nghiệp bà ngoại ở từ Đà Nẵng vào đây à. Và một người cô. Rồi chào nguyên một gia đình nhà trai mình nè, 9 đồng nghiệp nữa. Dạ chào bà ngoại, chào cô. Xin chào chương trình. Theo tôi nhận xét á, cháu bên nữ rất là dễ thương, dịu dàng mà xinh. Huy ạ, cô thấy là được lắm rồi đấy. Thì dạ, cô mong hai cháu thì kết nối với nhau để mà tiến xa hơn nữa. Dạ. Nếu tiến xa hơn nữa thì cô rất mừng. Chúc cô, hai cháu thành công. Cô chút chi tiết nhỏ nhỏ là cái hình xăm trên tay cô thấy sao cô? Dạ không có chi hết cô. Thấy, chi hết. Thấy chưa? Dạ, thấy bình thường thôi mà. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta kéo rào ra cho kéo hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Hôm nay em có tặng em là cái bánh gửi anh. Rồi cảm ơn. Đầu tiên em muốn khoe một câu chuyện rất là vui của ngày hôm nay. Em đi vào siêu thị em mua một cái con gấu bông. Mấy cái cô bán gấu bông này có hỏi lại là anh mua gấu bông tặng cho con gái hả? Không, tôi tặng cho người yêu. Vậy mà mấy cô nói mà anh nó xào quá rồi. Không có tên, chắc chắn anh phải có con rồi. Vậy mà giải thích tôi muốn hôm nay tôi đi mua con gấu bông này, tôi tặng cho một người bạn gái, chương trình bằng mối hẹn hò. Vậy lúc đó mấy cô mới tin. Và trước khi đi mấy cô cũng chúc cho anh có một cuộc hẹn hò thành công và tốt đẹp. Anh cũng muốn mang lời để đến cho con nghe. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Rồi. Vậy em thấy anh là một người có khó tính hay là đen, là xấu, là thô kệch gì không? Nhìn bề ngoài thì anh rất là đẹp trai. Đẹp trai, đúng rồi hôm nay chi cách tương quan anh đúng, anh khoe anh đẹp trai. Dạ. Ai nói anh xấu trai là anh không thích. Tôi không có khoe đẹp trai à nha. Tự nhiên thấy tôi vừa mới qua cái tự nhiên vậy nè. Em khoe khỏe. Em đi dáng em thì đột đổ 1m68, 70kg. Vạm vỡ. Trời ơi. Nhưng mà kiểu vạm vỡ của người ta là vạm vỡ ngực, còn em là không tập, em có vạm vỡ bụng. Hỏi thiệt em, trước cái đêm có làm lon nào chưa? Dạ chưa, em không có làm được. Bây giờ anh tưởng đâu làm 5 lon rồi chứ. Rồi, bây giờ vô chuyện tình yêu, bây giờ hẹn hò sao nè? Anh á thì khá là bận rộn, nhưng mà cái bận rộn đó cũng trả giá cho anh bằng một mối tình 5 năm trước của anh. Khắc phục cái đó
không phải là khó. Với lại anh là một người Huế, nó có một chút gia trưởng, nhưng mà sự gia trưởng đó nó không mang lại cái gì đó nó thắt chặt hay là khó chịu quá. Nó ảnh hưởng bởi tư tính chất công việc. Kiểu của anh nữa là anh rất thích đúng giờ, nguyên tắc rất là nguyên tắc. Anh làm kỹ sư xây dựng cầu đường hay là không? Anh xây dựng dân dòng nhà cửa đấy. Dạ. Nhà cửa ít đi hơn cầu đường. Cầu đường mới đi nhiều hơn. Thì không biết là hôm nay anh nhìn em thì anh thấy như thế nào ạ? Nhìn em rất là dễ thương, có một chút gì đó gọi là cổ điển. Thì theo cách anh nghĩ thôi. Bây giờ hẹn hò một tuần được bao nhiêu lần? Em bận quá, chị lo cho bạn gái lắm. Em trả lời chị biết coi để chị làm chứng nè. Ban ngày thì có thể nó không có thời gian, nhưng bữa tối anh có thể sắp xếp được mọi thứ. Nè, đó, cho bạn trai coi hình xăm vậy được sao, có vấn đề gì không? Không, nếu vậy thì nó không có sao, nó hạnh phúc. Có gì đâu, thấy không? Dạ đúng rồi, rất là dễ thương, không sao hết ạ. Anh thì thiên về gia đình khá nhiều. Và nhiều người nhận xét anh thế này nè. Bạn thân cũng có, và người lớn tuổi cũng có. Họ nhìn nhận anh, họ nói một câu là Huy á, chắc chắn không phải là một người tình lý tưởng, nhưng chắc chắn là một người cha và một người chồng tuyệt vời. Anh đang ở Sài Gòn, anh đang ở Ngã Tư Ga. Ngã Tư Ga thì cũng ở gần nhà em. Để em ở đâu? Em ở gần cái sáu Hoa Cà, ngay chỗ Thủ Đức. Gần ảnh quá luôn. Mình đi ngoan có mình tạc, mình gã vô cả sáu Hoa Cà nhiều luôn. Trời ơi, làm thông luôn. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau và hãy nói cho đối phương biết là hiện tại cảm xúc trong người mình như thế nào. Mình nhận xét về đối phương ra làm sao trong ngày đầu tiên gặp gỡ này, rồi chúng ta quyết em định. Em xin phép nói trước ha. Em cứ nói đi, anh sẽ nghe. Em thấy anh là người vui vẻ, hoạt bát, nói nhiều. Gia trưởng thì em chưa thấy. Đúng rồi, hiện tại thì không xuất hiện gia trưởng ở đây đâu. Còn bên ngoài thì ok. Vậy là nó nằm trong phạm vi chuẩn của em đúng không? Dạ. Còn với anh nhận xét, nhìn của em là một cô gái có dáng rất là phúc hậu, cổ điển. Đúng là một cô gái anh đang tìm kiếm. Nhưng mà đây là trước mắt, còn anh chưa dám nói gì sâu hơn, nhiều hơn. Rồi, hết thời gian. Như vậy là ổn rồi. Bây giờ các bạn tự kiểm tra trong trái tim của mình có rung động gì chưa? Có rung động chúng ta mới bấm, không rung động chúng ta không bấm. Bấm phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Bấm là để yêu thương, bấm để chia sẻ, bấm đi đến xa hơn, bấm để hai mảnh ghép ghép lại với nhau, chứ phải bấm để cho có chuyện rồi về không liên lạc với nhau. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là trao duyên. 1 2 3 Hết thời gian. Đấy. Duyên phận là chỗ này, cả hai cùng bấm. Một chàng trai cũng rất vui vẻ, một cô gái rất là mặt rất là phúc hậu, đúng luôn đó. Này, em trai hãy cố gắng giữ lại cô gái này nha.